Chị ăn không? Chị Nhi, trời, không ăn gì, chị ngồi chị cười hoài vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, này, có sự lén lút, cặp đôi yêu nhau nồng nhiệt. Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là chị từng đưa lén lút, Hoành Thánh đã cắn dở. Nè, thấy không? Em sao giờ nghe nói nó gì cái Nguyên chứ? Nè, cái Nguyên, cái Nguyên đó. Ý, chị Nhi, có gì chị lên bàn chị ăn đàng hoàng với mọi người chứ em đâu có ai mà cấm cản gì. Hả? Chị ăn gì đâu? Đâu có ăn gì đâu. Ồ. Con chị dữ vậy? Rồi, mời các em. Dạ. Mời cả nhà. Dạ, mời cả nhà. Mời cả nhà. Trời vô đồ ăn vậy đó, bỏ tội chết. Em mời quý vị khán giả, đặc biệt là những người đang đói. Gặp rằm tháng 7 bỏ gồm có hồn lên. Không ơi chị đừng giật, giật mất công cái cơm của hồn chị. Ăn đi phát biểu liền, để mình coi món khác nhé. Không là chung quanh nguy hiểm luôn rồi, coi chúng ta. Cái đó ngon không ta? Dạ. Giờ con phải ăn nè, con ăn cho anh Giang coi nè. Để con nói cảm nhận con ra liền nè. Cái tôm cực kỳ giòn mọi người. Ngon quá hả? Cơm vô cùng tươi à. Cắn vô mà nó ứa nước ra hơn là biết bơi không thôi chứ đúng rồi. Sao ngon. Ngon quá hả? Vẫn còn một món nữa. Wow. Người đâu? Thôi, món này em thích lắm nè, đem cầm cho. Dính tay rồi, đúng rồi, dính tay nha. Ơi, dính nhớ rồi. Cảm ơn anh. Gì đó? Không có đâu, không có gì đâu, không có gì đâu. Khốn nhà dạy chợ. Mẹ dạy con sao? Để lại cho mẹ. Chưa được ăn luôn. Rồi, thôi tập trung chuyên môn nè. Bây giờ mình sẽ thử một con môn mấy. Trời ơi. Một con môn là hai rồi. Cái đó là hỏi cho vui. Bốn miếng lận, bốn miếng cùng bốn miếng. Ông cũng thắng luôn từ từ nè. Anh còn chị Giang còn trời lên sóng. Còn chị là nghệ sĩ Lê Giang nữa trời. Càng lời. Ủa rồi được thắng vậy? Dạ đội tụi em. Tụi em à. Mà như bên đó thắng luôn. Tụi đó ăn ngon miệng chơi á. Nó mất đi cái phong cách. Cái nước xào nè, chấm này vô. Tuyệt vời, ăn đi. Dạ. Em mời mọi người ăn. Em đồ ăn của người ta mà em bóc, em không có lòng tự trọng gì hết trơn. Em cũng hửi mà. Ngon mà, ngon. Ok thôi, được rồi. Nói chứ dù gì thì cũng mời mấy chị. Mời mấy chị một miếng à. Rồi em ăn không đó. Cảm ơn em. Mời là để đó thôi chứ chương trình không có được ăn đâu. Luật mà chị Nhi. Vậy. Dạ. Em khỏe gì? Lâu rồi khỏe không? Ủa sao nói chuyện? Ủa cái gì vậy? Đang ngậm nước miếng đó. Trời ơi, trời, có ăn lén lúc. Mời tám máy quay của chương trình chỉ vào đây. Chị ăn không? Chị Nhi, trời, không ăn gì, chị ngồi chị cười hoài vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, này, có sự lén lút, cặp đôi yêu nhau nồng nhiệt. Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là chị từng đưa lén lút, Hoành Thánh đã cắn dở. Nè, thấy không? Em sao giờ nghe nói nó gì cái Nguyên chứ? Nè, cái Nguyên, cái Nguyên đó. Múc cá cho Kiên, múc cá vô, cá bớp ngon. Đây em múc qua cho chị Nhi cho. Thôi chị không ăn, anh Gia không cho. Lực thôi, anh đâu có muốn gì đâu. Em hiểu, em có lòng tự trọng của em. Tranh Giang chưa, lo tranh Giang giùm chị đi. Dạ rồi. Làm chương trình thì mang tiếng quá. Ôi, em mới nói chuyện, nó rớt xuống đất rồi, nhưng múc vô rồi. Trời ơi, rớt đi đất rồi. Kính thưa quý vị thân mến, khoảnh khắc vừa rồi quý vị có thể xác định được họ là người như thế nào. Ý chị Nhi, có gì chị lên bàn chị ăn đàng hoàng với mọi người chứ em đâu có ai mà cấm cản gì.
Hả? Hả? Ăn gì đâu? Đâu có ăn gì đâu. Ồ, em thấy cái gì ở dưới mà. Hả Cường? Ăn đi mấy đứa, ăn đi. Như Diệu Nhi đâu mất tiêu rồi. Không thể tin được. Cứ nghe vậy con chúng ăn cái góc tối như vậy. Bây giờ chị còn là gì để chị nói đâu, em tận mắt ba đêm chứng kiến cảnh này rồi đó chị à. Trời, có gì đâu, mình cứ gì mình cứ lên bàn, mình không tôn trọng chương trình thì mình cứ lên bàn mình ngồi xin mình một ăn. Tiếng thôi. Dạ đó, mình xin một tiếng là mọi người ở đây đâu có ai cấm cản chị. Chị tôn trọng luật chơi của chương trình. Chương trình nói là trên bàn không được ăn thì chị ăn dưới đất. Ở nhà ba mẹ chị còn cứ là chị ăn dưới đất. Tới tham gia chương trình ăn lẻ lần luôn mà miếng ăn này mà mọi người. Kịch bản ăn dưới đất bắt đầu. Không thể tin được. Ê, cái dòng mà ăn lén lút á, chưa ráng nuốt á. Trời ơi, cạn nói chứ mấy chị ăn đi mấy chị. Vậy nè, cái cá nó không có bở. Cái cá nó rất là chắc, mặc dù mà mình bỏ vô trong cái nồi nãy giờ. Mà nè, cái rau, đậu bắp này rất là xanh, cắn kìa. Ngon miệng luôn. Chưa được ngọt. Đậu mình thắng hả Nhi hả? Ừ. Đậu mình thắng hả? Dù ai nói gì thì nói, máy sinh tố vẫn say hồi nãy giờ. Nhúng lên chút xuống á. Đừng. Bây giờ em tay xem. 179 lần. 87 lần. Bây giờ từ từ tính. 179 lần. Trong khi đó 4 miếng này quy định là dán lên mặt, trong khi đó nhét vô lỗ mũi, nhét vô miệng. Không tính cái nào hết. 40 này trừ 40 điểm. Vẫn thắng, vẫn thắng, vẫn thắng, vẫn thắng, vẫn thắng. Thắng cho chị. Bên đây đúng luật, đúng luật. Ba miếng nhét vô miệng trừ 30 điểm, chỉ có một miếng trên đây là dán đây nhưng mà cũng đã rớt rồi. Không bị bên đó luôn. Cái này là mới ngụy tạo. Là trừ 40 điểm. Tỷ số 1-0. Cái gì vậy mấy đứa, mình đàn ông mà mình đâu có làm mấy chuyện đó được. Béo giòn thơm, cái nước sốt mè nó thơm mùi mè mà nó béo nó như nó bỏ mayonnaise trong đó hay sao, ngon. Đúng rồi, sốt mayonnaise mà sực sực ngon. Đông biển sực sực luôn á. Đông biển rất là tươi và giòn. Rất là giòn mà tươi. Giòn thiệt. Đây, đây em đắp cho chị Thanh, chị Thanh. Đây. Rồi, ăn xong anh em cảm nhận nè. Chị có ăn cà chua không? Có cà chua. Rồi. Nhìn ăn đi nè. Ok anh. Đây đây. Nè. Đúng á, trong biển rất là giòn mà tươi. Giòn thiệt. Trời, em vẫn có thể ăn một cách gọi là đàn ông mà một cách hãnh diện vậy luôn hả? Em đang đối xử sai lầm với những người phụ nữ đó. Nhìn. Em đâu có ăn rồi. Trong trình này fan của em sẽ quay lưng lại với em. Em thấy tai hại của một việc ăn một miếng trong biển chưa?
em là người trưởng thành, em nói một câu trưởng thành anh nghe coi. Rồi mình đừng có làm vậy lát. Rồi mình đừng có làm vậy lát. I was wondering if after all này fan đẹp sẽ quay lưng lại nhanh, quay lưng lại nhanh. Không quá chửi thành. Ở độ này vậy luôn á ta, thiệt gia đình có chương trình này sẽ buồn tụi em lắm á. Trời ơi. Cái bà hàng xóm, cái bà sáng mẹ qua. Chị Bảy, sao thằng Quý con chị thua mà nó ăn như bún rầu. Bà Bảy nói tối hôm qua tới giờ ai cũng nhắn tin nó là sao có đứa con gì mà nó không biết phép tắc ở đời. Tôi buồn lắm, tôi xóa số, xóa tin nhắn chặn Facebook đó rồi. Không có là con tôi từ đó. Con xin phép. Trời ơi, vẫn còn xin phép để ăn, anh không hiểu được luôn á. Không quan tâm. Không tin được luôn á.